Xin chào tất cả các em học sinh lớp 12. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài số 5. Đó là bài khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Đây là một bài rất quan trọng. Nó tổng hợp các kiến thức mà các em được học từ đầu đến giờ. Nội dung của bài số 5 gồm mục 1 lớn: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d với a khác 0. Mục 2 lớn: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trùng phương y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c với a khác 0. Mục 3 lớn là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số hữu tỉ y bằng ax cộng b trên cx cộng d với c khác 0 và a nhân d trừ b nhân c khác 0. Mục 4 lớn là sự tương giao của các đồ thị. Nội dung của tiết học hôm nay chúng ta đi vào mục 1 lớn, đó là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc 3. Em lấy vở ghi bài. Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số thì trước hết chúng ta phải đi xét cái sơ đồ khảo sát hàm số. Sơ đồ khảo sát hàm số gồm những bước sau. Một là đi tìm tập xác định của hàm số. Bước một là các em phải đi tìm tập xác định của hàm số. Mục 2 là đi xét sự biến thiên. Trong cái sự biến thiên gồm có những ý sau đây: tính đạo hàm y phẩy, tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng không hoặc không xác định, lập bảng biến thiên và kết luận về giới hạn của hàm số, về cực trị của hàm số, về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Bước 3 là chúng ta đi vẽ đồ thị. Trước khi vẽ đồ thị thì ý thứ nhất là chúng ta phải đi tìm một số điểm đặc biệt trên đồ thị, sau đó vẽ đồ thị. Đây là sơ đồ khảo sát hàm số. Em ghi lại. Dựa vào sơ đồ, chúng ta đi xét một số ví dụ. Ví dụ 1: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 4. Đây là hàm bậc 3. Mục 1 là chúng ta đi tìm tập xác định. Đây là hàm đa thức, tập xác định D bằng R. 2 là sự biến thiên. Trong sự biến thiên thứ nhất, các em đi tính đạo hàm y phẩy. Y phẩy đạo hàm là 3x bình trừ 6x. Y phẩy bằng 0. Em cho 3x bình trừ 6x bằng 0. Và bấm nghiệm, sẽ có hai nghiệm. X bằng 0, x bằng 2. Sau đó chúng ta đi lập bảng biến thiên. Đây là bảng biến thiên của hàm số. Nó gồm có 3 dòng: x, y phẩy và y. X chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Y phẩy bằng 0 có hai nghiệm là 0 và 2. Em nhớ sắp xếp hai nghiệm này theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Và xét dấu theo quy tắc trong trái ngoài cùng. Hệ số A dương trong khoảng hai nghiệm mang dấu âm, ngoài khoảng hai nghiệm mang dấu dương. Dòng của Y: đạo hàm dương thể hiện bằng mũi tên đi lên, đạo hàm âm mũi tên đi xuống, đạo hàm dương mũi tên đi lên. Tại x bằng 0, kem mang 0 thay vào đầu bài ra y bằng 4. Tại x bằng 2, mang 2 thay vào đầu bài ra x bằng 0. Còn hai đầu mút hai bên. Chỗ này thực chất là các em phải đi tính giới hạn của hàm số khi x tiến tới dương vô cùng, được kết quả ghi vào đây.
Và giới hạn của hàm số khi x tiến tới âm vô cùng được kết quả ghi vào đây. Nhưng cô hướng dẫn các em một cách nhanh hơn. Em thấy đối với hàm bậc 3, từ dưới đi lên, tức là từ âm vô cùng đi lên, các em điền âm vô cùng. Đi lên, đi xuống đến 0, rồi lại đi lên. Đi lên đây là đi lên đến dương vô cùng. Vậy phía đi lên là dương vô cùng, còn từ dưới đi lên là từ âm vô cùng đi lên. Sau đó dựa vào bảng biến thiên này, các em đi kết luận. Giới hạn limit khi x tiến tới dương vô cùng thì bằng dương vô cùng. Còn limit khi x tiến tới âm vô cùng thì bằng âm vô cùng. Này, x tiến tới âm vô cùng chiếu xuống bằng âm vô cùng. X tiến tới dương vô cùng chiếu xuống là dương vô cùng. Còn về tính đơn điệu là hàm số đồng biến trên các khoảng âm vô cùng 0 và 2 dương vô cùng. Từ âm vô cùng đến 0, y phẩy dương. Từ 2 đến dương vô cùng, y phẩy cũng dương. Cho nên hàm số đồng biến. Nghịch biến trên khoảng 0, 2. Bởi vì trên khoảng này, y phẩy âm. Đấy là về đơn điệu. Còn về cực trị, hàm số đạt cực đại tại x bằng 0, y cực đại bằng 4. Đây. Điểm này là hàm số đạt cực đại tại x bằng 0, y cực đại bằng 4. Đây. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2, y cực tiểu bằng 0. Dựa vào bảng biến thiên, em kết luận cho cô về giới hạn, về sự đồng biến, nghịch biến và về cực trị của hàm số. Tiếp theo là đến phần đồ thị. Muốn đi vẽ đồ thị thì bước 1 là các em đi tìm điểm đặc biệt trên đồ thị bằng cách là lập cái bảng giá trị. Thì cô hướng dẫn các em lập như sau. Trên cái bảng giá trị này, chúng ta có hai điểm đặc biệt, đó là điểm cực đại x bằng 0, y bằng 4 là điểm 0, 4. Điểm cực tiểu là x bằng 2, y bằng 0, 2, 0. Đấy là hai điểm đặc biệt nó có sẵn từ bảng biến thiên rồi. Sau đó các em tìm cho cô thêm 3 điểm nữa này. Từ 0 đến 2 này, các em lấy ở giữa này là một điểm là 1. Hoặc có thể lấy 0 cộng 2 chia 2 thì ra số 1 này. Thay 1 vào đầu bài, chúng ta tìm được y bằng 2. Để thêm là một điểm có tọa độ 1, 2 là điểm đặc biệt. Rồi bên tay phải, tức là lớn hơn 2, các em lấy một điểm là điểm 3. Mang số 3 này thay vào đầu bài, các em ra được y bằng 4. Rồi. Bên tay trái số 0, tức là nhỏ hơn 0, các em lấy một điểm. Nhỏ hơn 0, các em lấy điểm âm 1. Các em mang âm 1 này thay vào đầu bài, chúng ta lại ra được y bằng 0. Như vậy, chúng ta tìm được 5 điểm đặc biệt trên đồ thị. Cô nhắc lại, có hai điểm có sẵn, đó là điểm cực đại và điểm cực tiểu. Sau đó các em lấy giữa cực đại và cực tiểu là một điểm. Rồi bên tay phải là một điểm, bên tay trái là một điểm. Sau khi có bảng giá trị thì chúng ta đi vẽ đồ thị. Thứ nhất, vẽ cho cô cái hệ trục tọa độ. Trục OX, trục OY. Điểm O này là gốc tọa độ. Trên trục OX tìm các điểm này 1, 2, 3. Các em thấy điểm này 0, 1, 2, 3, âm 1. Vậy thì trên trục OX các em cũng thể hiện những cái điểm đó. Âm 1 này, 0, 1, 2, 3. Rồi giữa tung độ là 0, 4, 2, tức là 0, 1, 2, 3, 4. Tức là lớn nhất, nó tầm 4, cao nhất trên cái bảng giá trị. Rồi, bây giờ chúng ta xác định những cái điểm đặc biệt. Điểm thứ nhất này. X bằng 1, y bằng 2. X bằng 1, y bằng 2. X bằng 1, y bằng 2. Em xác định được điểm thứ nhất. Điểm tiếp theo. X bằng 0, y bằng 4. X bằng 0, y bằng 4. Thì cái điểm nó nằm ngay trên trục tung. X bằng 0, y bằng 4.
Điểm tiếp theo là điểm x bằng 2, y bằng 0. X bằng 2, y bằng 0 thì điểm nó nằm ngay trên trục hoành x bằng 2, y bằng 0. Điểm thứ tư là điểm có tọa độ trừ 1, 0. X bằng trừ 1, y bằng 0. X bằng trừ 1, y bằng 0, điểm đó. Điểm cuối cùng là điểm 3, 4. X bằng 3, y bằng 4. X bằng 3 đây, y bằng 4 đây thì điểm đây. X bằng 3, y bằng 4. Như vậy sau khi có bảng giá trị thì các em xác định cho cô 5 cái điểm này trên hệ trục tọa độ. Cô nhắc lại các điểm này. X bằng 1, y bằng 2, y bằng 1, y bằng 2. Rồi x bằng 0, y bằng 4. X bằng 2, y bằng 0. X bằng trừ 1, y bằng 0. Và điểm x bằng 3, y bằng 4. Sau đó chúng ta vẽ đồ thị. Khi vẽ đồ thị thì các em tìm cho cô điểm cực đại. Điểm cực đại này, nhìn vào bảng Nguyễn Thiên, x bằng 0, y bằng 4. Các em thấy này, cái dáng của nó này, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, nó vòng chỗ này, này, đi lên, đi xuống, x bằng 0, y bằng 4, vậy điểm cực đại đây. X bằng 0, y bằng 4, đó, 0, 4 chính là điểm cực đại. Thì dáng của nó này, đi lên, đi xuống, cực đại. Điểm cực tiểu, x bằng 2, y bằng 0, x bằng 2, y bằng 0 này là điểm cực tiểu, này, nó vòng, đi xuống, đi lên, nó vòng dáng như bảng Nguyễn Thiên này. X bằng 2, y bằng 0. Đó là điểm cực tiểu. Như vậy sau khi xác định xong 5 điểm đặc biệt thì các em xác định cho cô điểm cực đại, điểm cực tiểu. Như vậy sau khi các em đánh cái dấu điểm cực đại, điểm cực tiểu thì các em có nhìn thấy hướng đi của đồ thị nào. Hướng này nó đi xuống này. Nó đi xuống cái dấu màu đỏ. Ở đây nó đi xuống, đi lên, rồi đi lên. Đó. Vậy bây giờ các em nhìn này, cái thứ nhất này, nhánh này nó đi xuống đâu? Đi xuống đến đây. Em nối vào thế này. Nhớ là đồ thị nó đi qua những cái điểm màu đỏ, những cái điểm đặc biệt này là đồ thị đi qua. Điểm thứ nhất này. Đó, đồ thị đi qua này. Rồi đồ thị nó là đi qua cái điểm trừ 10 này này. Đi qua điểm trừ 10 này. Em nối xuống này. Đi qua điểm trừ 10. Ok, em nhìn sáng đồ thị. Rồi tiếp tục hướng này nó đi lên. Đi lên cái điểm có tọa độ là 34. Đi lên điểm có tọa độ 34. Như vậy các em sẽ vẽ cái đồ thị, cái dáng của đồ thị. Và các em thấy này. Đây là đồ thị của hàm bậc 3. Đó. Như vậy cô đã hoàn thành việc vẽ đồ thị của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 4. Và khi vẽ xong thì các em nhận thấy này. Từ bảng biến thị, từ đồ thị này, các em thấy này, cái dáng của đồ thị hoàn toàn giống dáng của bảng biến thiên. Đi lên, đi xuống, đi lên. Đồ thị nó cũng sẽ đi lên, đi xuống, đi lên. Điểm cực đại là điểm có tọa độ 0,4. 0,4. Điểm cực tiểu là điểm có tọa độ 20. 20. Đấy là những điểm đặc biệt. Dáng của đồ thị hoàn toàn giống dáng của bảng biến thiên. Đó là ví dụ 1, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Tương tự như vậy, chúng ta đi sang ví dụ số 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ x mũ 3 trừ 3x bình cộng 4. Cách làm hoàn toàn ví dụ 1. Tập xác định D bằng R. Sự biến thiên. Ta có y phẩy bằng. Đạo hàm sẽ là trừ 3x bình trừ 6x. Y phẩy bằng 0, có hai nghiệm là 0 và trừ 2. Bảng biến thiên. Tương tự như ví dụ 1, rồi em sẽ làm được. Có hai nghiệm là trừ 2 và 0, xét dấu theo quy tắc trong trái ngoài cùng. Hệ số A mang dấu âm, vậy bên trong dương, bên ngoài âm. Tay x bằng trừ 2 vào đầu bài là y bằng 0. Thấy x bằng 0 vào đầu bài y bằng 4. Các em thấy từ bảng biến thiên này, dáng này.
đi xuống đến không, như vậy từ đâu, từ trên cao đi xuống, đây sẽ là dương vô cùng đi xuống đến không, đi lên đến 4 rồi lại đi xuống, vậy thì đầu này sẽ là âm vô cùng. Bây giờ từ bảng biến thiên em đi kết luận giới hạn của hàm số limit, tức là giới hạn của hàm này khi x tiến tới dương vô cùng bằng âm vô cùng, limit khi x tiến tới âm vô cùng bằng dương vô cùng. Một là các em đi tìm giới hạn của cái hàm số này. Hai là các em nhìn là bảng biến thiên. Khi tiến tới dương vô cùng chiếu xuống nó là âm vô cùng, các em điền vào đây. Và limit khi x tiến tới âm vô cùng chiếu xuống là dương vô cùng, các em điền vào đây. Đấy là giới hạn. Còn về đơn điệu, hàm số đồng biến trên khoảng trừ 2, 0, nghịch biến trên khoảng âm vô cùng âm 2 và không dương vô cùng. Cái này các em biết rồi. Về cực trị, hàm số đạt cực đại tại x bằng 0, y cực đại bằng 4. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2, y cực tiểu bằng 0. Không. Rồi, đấy là xong. Bây giờ sang bước tiếp theo và chúng ta đi vẽ đồ thị. Từ bảng biến thiên, các em tìm cho cô các điểm đặc biệt để lập bảng giá trị. Ở đây chúng ta có điểm cực đại là 0,4, điểm cực tiểu là trừ 2,0. 0,4 là điểm cực đại, điểm cực tiểu là trừ 2,0. Bây giờ các em thấy lấy thêm điểm này. Giữa cực đại cực tiểu các em lấy một điểm, trừ 2,0 thì giữa các em lấy âm 1. Thay âm 1 vào đầu bài, các em ra kết quả là 2. Rồi số 0 có rồi, bên tay phải này, lớn hơn 0 các em lấy một điểm là số 1. Thay 1 vào đầu bài, các em ra kết quả là 0. Bình nhỏ hơn âm 2, tức là bên tay trái này, các em lấy một điểm, nhỏ hơn âm 2 thì lấy là âm 3. Mang âm 3 thay vào đầu bài, chúng ta ra kết quả là 4. Cô nhắc lại là cái điểm trừ 2,0 và điểm 0,4 là điểm cực đại cực tiểu rồi. Còn 3 cái điểm, 3 điểm này, điểm trừ 3,4, trừ 1,2 và điểm 1,0 là những cái điểm mà cô lấy thêm, mà lấy để cho dễ vẽ. Đấy là hướng dẫn cách lấy điểm thêm. Sau khi có bảng giá trị rồi thì các em đi vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị này. Ở ví dụ này có sẽ dựa nhân. Thứ nhất, các em đi xác định 5 điểm đặc biệt trên đồ thị. Điểm thứ nhất là điểm cực đại x bằng 0 y bằng 4. X bằng 0 y bằng 4. Điểm thứ hai là điểm x bằng trừ 1 y bằng 2 đây, x trừ 1 y bằng 2. Điểm thứ ba là điểm cực tiểu x bằng trừ 2 y bằng 0, x bằng trừ 2 y bằng 0. Điểm thứ tư là điểm đây, x bằng trừ 3 y bằng 4, x bằng trừ 3 gióng lên, y bằng 4 gióng qua. Đây là điểm có tọa độ trừ 3, 4. Điểm thứ năm là điểm có tọa độ 1, 0, x bằng 1, y bằng 0. X bằng 1, y bằng 0. Đây là điểm. Như vậy công việc đầu tiên là các em phải xác định cho đúng 5 điểm trên bảng giá trị này. Xác định trên hệ trục tọa độ 5 điểm. Rồi bây giờ các em đi tìm điểm cực đại và điểm cực tiểu. Điểm cực đại có tọa độ là 0,4. Đây, điểm này chính là điểm cực đại. Các em ký hiệu cho cực đại mà. Cực đại. Điểm cực tiểu có tọa độ là trừ 2,0. Đây là điểm cực tiểu có tọa độ là trừ 2,0. Đây là điểm cực tiểu. Sau khi xác định được điểm cực đại, điểm cực tiểu và dáng đi, thì các em nhìn thấy đồ thị nó đi lên, lên đâu? Lên cái điểm này. Vậy đồ thị của nó sẽ đi này. Đi xuống, đi qua cái điểm màu đỏ, đi lên và đi xuống. Em nhìn này, con chỉ lại cách đi này. Đi xuống đến điểm cực tiểu, đi lên đến đó, rồi lại đi xuống. Và các em nhìn cái hướng đi của dáng đi của đồ thị. Đấy là chúng ta đã hoàn thành vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 4. Và từ cái đồ thị này, các em cũng nhận lại nhận thấy này, dáng của đồ thị
hoàn toàn giống dáng của bản biến thiên. Đi xuống, đi lên, rồi đi xuống. Đi xuống, đi lên, rồi đi xuống. Em nhớ dáng của đồ thị hoàn toàn giống dáng của bản biến thiên. Từ dương vô cùng đi xuống đến điểm của tọa độ trừ 20, rồi đi lên đến điểm cực đại là 04, rồi đi xuống tới âm vô cùng. Bây giờ các em sang ví dụ số 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình trừ 3x cộng 2. Lần lượt theo các bước sơ đồ khảo sát hàm số. Một là tập xác định D bằng R. Hai là sự biến thiên. Y phẩy đạo hàm hàm này sẽ bằng trừ 3x bình cộng 6x trừ 3. Y phẩy bằng 0. Em bấm nghiệm. À, có một nghiệm. Ở bài này y phẩy bằng 0 chỉ có một nghiệm. Bảng biến thiên. Trong trường hợp y phẩy bằng 0 có một nghiệm. Tại nghiệm này y phẩy bằng 0 và dấu hai bên cùng dấu hệ số A. Hệ số A mang dấu âm. Hai bên mang dấu âm. Dấu âm thì hướng đi xuống, hàm số nghịch biến từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Đây là bảng biến thiên của hàm bậc 3 trong trường hợp y phẩy bằng 0 có một nghiệm. Và chúng ta kết luận. Giới hạn limi khi x tiến tới dương vô cùng, x tiến dương vô cùng chiếu xuống ra âm vô cùng. Limi khi x tiến tới âm vô cùng chiếu xuống là dương vô cùng, ở căn biển dương vô cùng. Đấy là về giới hạn. Còn về đơn điệu là hàm số nghịch biến trên R. Từ âm vô cùng đến dương vô cùng, hàm số nghịch biến. Trên hàm số nghịch biến trên R. Và hàm này không có cực trị. Trong kết luận hàm số không có cực trị. Em ghi bài không có cực trị. Vậy thì vẽ đồ thị hàm này như thế nào? Chúng ta sang còn vẽ đồ thị. Bảng giá trị. Thì trên bảng giá trị em ấy, bảng biến thiên em tìm được một điểm đặc biệt là x bằng 1, y bằng 1. Vậy thì em sẽ lấy thêm 2 điểm. X bằng 1, y bằng 1. Em lấy thêm 2 điểm là lớn hơn bên phải 1 điểm là x bằng 2. Bên trái 1 điểm là x bằng 0. 1. Lấy thêm 1 điểm là x bằng 2. Mang 2 thay vào đầu bài ra kết quả là 0. Mang 0. Nhỏ hơn 1 lấy 1 điểm là 0. Mang 0 thay đầu bài ra kết quả là 2. Để chúng ta có bảng giá trị bài này chúng ta chỉ cần 3 điểm. Sau đó các em vẽ đồ thị. Đây cô vẽ luôn. Đây là đồ thị của hàm bậc 3, ví dụ 3. Đồ thị đi qua điểm x bằng 0, y bằng 2. X bằng 0, y bằng 2 là điểm đi qua. X bằng 1, y bằng 1. X bằng 1, y bằng 1. X bằng 2, y bằng 0. X bằng 2, y bằng 0. Đây là 3 điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua. Và dáng của đồ thị là nghịch biến, đi xuống. Đây là trường hợp đồ thị hàm số 0 trị hàm bậc 3. Hệ số A âm, dáng đồ thị đi xuống. Như vậy cô hướng dẫn các em cách khảo sát và vẽ đồ thị của 3 hàm bậc 3. Và bây giờ cô nhắc lại về sơ đồ khảo sát hàm số để các em nhớ khi làm bài. Sơ đồ khảo sát hàm số gồm 1 là tập xác định, 2 là sự biến thiên. Trong sự biến thiên thì các em mới tính đạo hàm y phẩy, rồi tìm nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0, tức là cho đạo hàm bằng 0 tìm nghiệm. Rồi lập bảng biến thiên và kết luận. Chúng ta kết luận về giới hạn của hàm số, kết luận về tính đơn điệu của hàm số, kết luận về cực trị của hàm số. Và sau đó là đến bước vẽ đồ thị. Khi vẽ đồ thị thì các em nhớ lập cái bảng giá trị, tìm những cái điểm đặc biệt để vẽ. Sau đó chúng ta vẽ. Và đây chính là dạng đồ thị của hàm bậc 3. Đây là các dạng đồ thị của hàm bậc 3. Khi gặp vẽ đồ thị các em nhớ. Trường hợp thứ nhất là y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Trường hợp y phẩy bằng 0 có hai nghiệm, tức là bấm máy có hai nghiệm mà hệ số A dương
dáng đồ thị đi lên đi xuống rồi đi lên, hệ số a dương thì quả ngoài cùng rồi đi lên, hệ số a âm thì dáng đồ thị đi xuống đi lên rồi đi xuống. Như vậy các em thấy nếu hệ số a dương thì khoảng ngoài cùng của đồ thị này, dáng đồ thị đi lên, hệ số a âm thì khoảng ngoài cùng bên tay phải dáng đồ thị đi xuống. Chú ý cho cô trường hợp y phẩy bằng không có hai nghiệm thì hàm số sẽ có cực đại cực tiểu, tức là có hai cực trị, và hệ số a dương hay âm nhìn vào cái khoảng ngoài cùng của đồ thị thì em sẽ thấy. Còn đây là trường hợp y phẩy bằng không có nghiệm kép, tức là có một nghiệm. Đây là trường hợp nó không, sẽ không cực trị. Hệ số a dương dáng đồ thị đi lên, hệ số a âm dáng đồ thị đi xuống. Trường hợp thứ ba là y phẩy bằng không vô nghiệm thì hàm số cũng sẽ không cực trị. Hệ số a dương dáng đồ thị đi lên, hệ số a âm dáng đồ thị đi xuống. Đây là dạng của đồ thị hàm bậc 3 trong từng trường hợp. Bây giờ áp dụng nó, chúng ta sẽ đi làm một số câu hỏi trắc nghiệm. Bài 1. Bảng biến thiên của hàm số y bằng x mũ 3 cộng 3x bình trừ 4. Đây là cho bảng biến thiên của hàm số. Và em trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 4 đáp án A, B, C, D. Câu 1 nó kiểm tra về tính đơn điệu. Chắc rằng đến giờ này sẽ chắc chắn nhiều em sẽ làm được câu này rồi. Muốn tìm hàm đồng biến thì các em dựa vào đạo hàm mang dấu dương từ âm vô cùng đến âm 2 y phẩy dương và 0 đến dương vô cùng y phẩy dương. Như vậy hàm số đồng biến trên khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 và 0 đến dương vô cùng. Các em sẽ chọn là đáp án B. Âm vô cùng đến âm 2 và 0 đến dương vô cùng. Câu hỏi số 2. Số cực trị của hàm số. Số cực trị tức là hỏi cả cực đại và cực tiểu. Dựa vào bảng biến thiên, chúng ta thấy hàm số có một điểm cực đại có tọa độ trừ 2, 0. Một điểm cực tiểu có tọa độ 0, trừ 4. Vậy hàm số sẽ có một cực đại, một cực tiểu và là hai cực trị. Đáp án chọn là đáp án B. Câu số 3. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Các em nhìn rồi. Đây, dựa vào bảng biến thiên, điểm cực tiểu có tọa độ là 0, trừ 4. 0, trừ 4. Và đáp án đúng là đáp án D. Câu hỏi số 4. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số. Các em biết rồi, điểm cực đại có tọa độ là trừ 2, 0. X bằng trừ 2, Y bằng 0. Trừ 2, 0 là điểm cực đại. Để đáp án đúng là đáp án A. Như vậy dựa bảng biến thiên, các em đã trả lời được về đồng biến, nghịch biến, về cực trị của hàm số. Chúng ta xong bài số 2. Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số nào trong 4 hàm số liệt kê dưới đây? 4 đáp án A, B, C, D. Như vậy ban nay là cô hướng dẫn em cách vẽ, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Nhưng bây giờ thi là thi trắc nghiệm thì chúng ta không thể đi vẽ cả 4 cái hàm số này xem hàm số nào nó giống cái đồ thị mà chúng ta chọn, mà chúng ta phải dựa vào các tính chất, các đặc điểm của các cái đồ thị để chúng ta nhận dạng. Thì bây giờ dựa vào đồ thị, em nhận thấy này. Cái nhánh bên phải ngoài cùng, cái nhánh này này, đồ thị đi xuống. Đấy, em dựa vào, nhận xét trong quá trình khảo sát tôi nhận xét. Cái nhánh ngoài cùng bên phải nhánh này, đấy, em dựa vào nhé, đi xuống. Tức là đồ thị có hướng đi xuống, nên hệ số A sẽ âm. Cái nhánh này chính là thể hiện hệ số A. Nó đi xuống nên hệ số A âm. Hệ số A âm thì chúng ta loại đáp án A và B. Bởi vì đáp án A là hệ số A dương. Đáp án B cũng hệ số A dương.
loại đáp án A ngay, loại đáp án B ngay. Tôi nhắc lại nhé, khi mà làm trắc nghiệm thì các em dựa vào các tính chất của đồ thị. Thứ nhất là các em dựa vào cái nhánh ngoài cùng bên phải xem nó đi lên hay đi xuống. Ở bài này nhánh ngoài cùng bên phải đi xuống tức là hệ số A mang dấu âm. Hệ số A mang dấu âm thì dựa vào 4 đáp án, chúng ta thấy đáp án A hệ số A dương, loại A. Đáp án B hệ số A dương, loại B. Bây giờ còn hai đáp án C và D đều có hệ số A âm. Thì chúng ta tiếp tục dựa vào các điểm đặc biệt đồ thị đi qua. Từ đồ thị chúng ta thấy x bằng 0, y bằng 2. Này, đồ thị nó đi qua điểm. Đồ thị đây là đồ thị. Nó đi qua điểm đặc biệt đây là điểm này. Là điểm có tọa độ 0, 2. Tức là x bằng 0, y bằng 2. Vậy bây giờ chúng ta mang thay x bằng 0 vào hai đáp án C và D. Để thay x bằng 0 vào đáp án D thì y bằng âm 2. Em mang x bằng 0 thay vào đây. Thay x bằng 0 vào đây thì là y bằng âm 2. Vậy thì loại đáp án D. Bởi vì sao? Vì đồ thay x bằng 0 thì y nó phải bằng 2. Mà thay vào đáp án D, x bằng 0, y bằng âm 2. Cho nên loại D. Thay x bằng 0 vào đáp án C thì y bằng 2. Chúng mang, ta mang thay x bằng 0 vào đây thì y đúng là bằng 2. Thỏa mãn đầu bài. Cho nên đáp án chọn của chúng ta là đáp án C. Vậy khi làm trắc nghiệm thì người ta cho nhận dạng đồ thị. Cố nhắc lại, chúng ta không thể đi khảo sát cả 4 cái đáp án được, mà dựa vào các tính chất, các điểm đặc biệt để nhận dạng. Chúng ta xong bài số 3. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ các em nhìn này. Tương tự bài số 2. Đây là đồ thị hàm bậc 3 có hệ số A dương. Tại sao biết? Bởi vì các em thấy cái nhánh ngoài cùng bên phải đồ thị có hướng đi lên. Nhánh ngoài cùng bên phải đồ thị đi lên, cho nên hệ số A dương. Hệ số A dương thì đương nhiên tôi loại đáp án B, loại đáp án D. Bởi vì hai đáp án này có hệ số A âm, loại B đây. Như vậy tôi loại được hai đáp án. Tiếp tục tôi dựa vào điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt ở đây là đồ thị đi qua điểm không một, x bằng 0, y bằng 1. Đồ thị đi qua điểm 0, 1, x bằng 0, y bằng 1. Vậy các em mang thay x bằng 0 vào đáp án A và đáp án C thì y nó phải là 1 chứ được. Ở đây tôi thay x bằng 0 vào đáp án A. Thay x bằng 0 vào đáp án A thì y nó bằng âm 1. Thay 0 thì y bằng âm 1. Cho nên loại đáp án A. Loại đáp án A. Thay x bằng 0 và đáp án C thì y đúng là bằng 1. Cho nên đáp án chọn chính là đáp án C. Đấy là cách làm trắc nghiệm và nhận dạng hàm số, đồ thị hàm số. Chúng ta xong bài số 4. Bài số 4 là đầu bài cho bảng biến thiên. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào? 4 đáp án A, B, C, D. Cho bảng biến thiên chúng ta cũng nhận dạng hàm số. Thì từ bảng biến thiên các em thấy khoảng ngoài cùng bên phải đây, như ban nãy các em nhận xét dáng của đồ thị hoàn toàn giống dáng của bảng biến thiên. Như vậy khoảng ngoài cùng bên phải các em thấy này, dáng đồ thị chắc chắn sẽ đi xuống vì nó giống bảng biến thiên, đi xuống. Cho nên hệ số A âm, dáng ngoài cùng đi xuống, hệ số A âm thì chúng ta cũng sẽ loại được ngay đáp án B và đáp án C, bởi vì hai đáp án này có hệ số A dương, loại luôn. Vậy thì còn hai đáp án A và D, các em làm sao biết? Thì dựa vào điểm đặc biệt, mới chỉ có bảng biến thiên thì hai điểm đặc biệt là điểm cực tiểu và điểm cực đại. Vậy thì thứ nhất, các em đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 0-1, x bằng 0, y trừ 1 là điểm cực tiểu. Các em mang x bằng 0 thay vào đáp án A, y bằng trừ 1. Mang x bằng 0 thay vào đáp án D, y cũng bằng trừ 1. Như vậy cả A và D đều đúng. Vậy dựa vào điểm cực tiểu thì tôi vẫn chưa chọn được đáp án.
Tôi phải dựa vào điểm cực đại. Đồ thị hàm số của điểm cực đại là 2,3. Là thay x bằng 2, y phải bằng 3. Cho nên tôi thay x bằng 2 vào đáp án A. Thì tôi thấy y bằng âm 21. Cho nên loại đáp án A. Thay x bằng 2 vào đáp án D. Thay x bằng 2 vào đáp án D. Thì y đúng là bằng 3. Vậy đáp án chọn của chúng ta là đáp án D. Vậy bài học hôm nay cô hướng dẫn các em khảo sát và cách nhận biết hàm số bậc 3 dựa vào đồ thị và dựa vào bảng biến thiên. Bây giờ dặn dò về nhà các em học kỹ các dạng đồ thị của hàm số bậc 3. Biết khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc 3. Và làm cho cô bài tập số 1 trang 43 sách giáo khoa. Chúc em hoàn thành bài tập thật tốt. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết.